Trong buổi phát trực tiếp gần một tiếng của tối ngày hôm qua thì em có cập nhật một loạt các mẫu TV chạy chương trình khuyến mãi sinh nhật 12 tuổi của Ecomart. Có các mẫu TV chạy đổi cũ lấy mới với một chiếc TV 65 inch của TCL với giá có TV cũ để các bác đổi ấy, mua 65 inch 4K mới 2022 chỉ là 10.990.000 thôi. Tuy nhiên thì tiếp nối cái chương trình sinh nhật của Ecomart cũng như là dịp khuyến mãi ngày mai, ngày thứ hai 12 tháng 12 thì TCL tiếp tục hỗ trợ trợ giá cho Ecomart, sập giá toàn bộ các mẫu TV của TCL với các kích cỡ màn hình 55 inch. Để các bác thời gian rồi, các bác nào mà đang mong chờ, đang đợi cái dịp giảm giá sâu thì có thể mua trong cái dịp này. Sáng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 12 sáng thứ bảy thì em sẽ cập nhật một loạt các mẫu TV để mọi người xem và tham khảo. Mẫu đầu tiên em quay là hai cái mẫu TV có kích cỡ màn hình 50 inch. 50 inch thì các bác sẽ chia ra làm 3 phân khúc này. TV 50 inch của năm 2021. Đấy, năm 21 nó ra mắt năm 21 và tiếp tục bán trong năm 22. Và TV ra mắt trong năm 2022. Ba cái mẫu TV 50 inch em quay thì sẽ có hai mẫu có đặc điểm chung về cái giao diện của cái hệ hoành. Cùng chạy hệ hoành Android thì 50P725 và 50C725 thì cùng có giao diện này, giống như em đang quay. Nó chưa phải là Google TV. Cái giao diện của hệ điều hành Android này là giao diện của hệ điều hành Android cũ. Nó không có đề xuất, không có các cái ứng dụng được bố trí tại màn hình trang chủ trực quan giống như Google TV của 2022. Và giá của P725 thì đang giảm khá là sâu. Cái này trừ hết quà đi thì về nó còn xấp xỉ khoảng tầm 9 triệu. Đã tích hợp công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay rồi. Chạy hệ điều hành Android đi kèm, có điều khiển tìm kiếm thông minh. Một trong những chiếc TV chạy Android mà các bác sở hữu thì có cái chất lượng hình ảnh với độ phân giải 4K vô cùng sắc nét và chi tiết, cao hơn 50P725, đó là 50C725. Với các kích cỡ màn hình 50 như vậy thì sẽ phù hợp cho các bác để những cái căn phòng, những không gian nó có diện tích vừa phải, không quá lớn và không quá nhỏ. Thì 50C725 thì sẽ cao hơn 50P725 ở công nghệ. Còn C725 là có công nghệ màn hình chấm lượng tử hay còn gọi là QLED. Và cái giá mà chạy chương trình của sáng ngày hôm nay sập thì nó đang về còn xấp xỉ 10 triệu thôi. Đấy, hai con là xấp xỉ 9 triệu và xấp xỉ 10 triệu, nó chênh nhau khoảng 1 triệu với công nghệ màn QLED chấm lượng tử. Đấy, cùng có tìm kiếm giọng nói rảnh tay, cùng chạy hệ hoành Android. Nhưng thế hệ TV của TCL trong năm 2021 thì chưa phải là Google TV. Cái mã hàng mà có cái giao diện Google TV, đấy, có giao diện Google TV, đó là 50P737. Cái này thì đang giảm về còn khoảng 9 triệu, đấy, khoảng 8.950.000. Thế hệ này là thế hệ mới hơn so với ở P725 và C725. Với cái giao diện hay còn gọi cái thế hệ TV thông minh của 2022 là Google TV. Thì các bác hình dung là cái Google TV thì cái giao diện cũng như là cái ứng dụng, hệ thống ứng dụng các tính năng ở trên TV thì các bác dùng nó sẽ dễ dàng, nó mượt mà hơn so với cả cái giao diện cũ trên P725 và C725. Nên là thời điểm này mà tìm một chiếc TV với xấp xỉ 9 triệu, kích cỡ màn hình 50 inch, độ phân giải 4K thì các bác có thể là cân nhắc giữa P725 và P737, nhưng ưu tiên lựa chọn P737 với giao diện Google TV. Tuy nhiên công nghệ màn hình mới là cái quyết định về cái chất lượng hình ảnh, cái độ sắc nét, độ tương phản. Thì con P737 với giá xấp xỉ 9 triệu, còn C725 với giá xấp xỉ 10 triệu thì con C725 này thì nó sẽ có độ tương phản tốt hơn bởi vì nó có công nghệ màn chấm lượng tử. P737 thì chưa có công nghệ màn chấm lượng tử đó. Ba mẫu 50 inch là như vậy, giá giảm sâu là như vậy. Tuy nhiên cái mẫu mà em muốn các bác mua, các bác lựa chọn thời điểm này ấy, sập giá sâu nhất đó chính là 55Q636 và 55P635. Con 55P635 này thì nó giá thành đang giảm về còn khoảng 8 triệu rồi. Đấy, xấp xỉ 8 triệu. Đấy, chương trình giảm rất là sâu với 55P635. Kích cỡ màn hình 55 inch, chiều dài của nó khoảng tầm 1m2 và cái độ phân giải 4K, màu sắc ở trên P635 thế hệ Google TV mới của 2022 đang giảm giá rất là sốc. Đấy, có một thời gian thì chạy con này với giá khoảng tầm 11-12 triệu, nhưng tại cái thời điểm sinh nhật Ecomart vào ngày hôm nay nó đang giảm sâu trừ hết quà về còn xấp xỉ 8 triệu rồi, xấp xỉ 8 triệu cho 55P635. Nhưng cái mẫu mà em vẫn muốn các bác quan tâm, các bác tham khảo, các bác đầu tư, các bác xuống tiền để các bác lựa chọn ấy, đó là 55Q636. 55Q636 thì đang giảm khá là sâu đến không tưởng. Ngày hôm qua vẫn chạy khoảng 11.9, 11.870.
Nhưng ngày hôm nay sau khi mà các bác mua ấy, trừ hết quà về thì nó đang giảm về còn khoảng xấp xỉ 10.8 triệu thôi. Nó giảm khoảng 1 triệu so với cả ngày hôm qua để phục vụ các bác mua trong cái dịp khuyến mãi sinh nhật 12 tuổi này. Nói về công nghệ màn hình, nó đã có QLED, tức là công nghệ chống lượng tử rồi, vượt trội hơn P635. Nói về hỗ trợ các cái trải nghiệm khung hình cao, có hỗ trợ tần số quét thì con này đã có tần số quét 120Hz. Nhưng cái quyết định, cái chất lượng hình ảnh thể hiện ở trên màn của Q636 thì đó là công nghệ Dolby Vision và có công nghệ HDR10+. Đấy, quan tâm HDR10+, nó cho độ tương phản sâu hình, độ sâu của màu đen cũng như các cái gam màu thể hiện ở trên Q636, nó sẽ trong, nó sẽ mượt, sắc nét hơn so với những cái màn hình mà không có công nghệ Dolby Vision, một trong những chuẩn nó xử lý hình ảnh cho chất lượng hiển thị vô cùng chân thực, vô cùng sống động. Q636 là thế hệ Google TV mới của 2022, hỗ trợ tần số quét 120Hz, thiết kế tràn viền bao cạnh, viền kim loại bao quanh, có cái chân đế chống hai đầu. Nhưng nếu mà gia đình có cái mặt kệ ngắn ấy thì mọi người đều có thể là gì, tùy chỉnh cái vị trí lắp đặt của chân đế, có thể lắp ở ngoài rìa, có thể di chuyển chân đế vào khu vực gần vị trí giữa của TV. Đấy, dài hay ngắn, kệ dài hay kệ ngắn thì có thể thay đổi cái vị trí lắp đặt của chân đế mọi người nhé. Q636 thì còn có cả vượt trội về công nghệ âm thanh nữa, nó tích hợp công nghệ loa Onkyo cho chất lượng âm thanh sống động giống như các bác nghe với loa Sava vậy, cho âm hưởng âm thanh chân thực hơn, to hơn, rõ hơn so với cả những chiếc TV không có công nghệ loa Onkyo đó. Hệ thống các ứng dụng thì được bố trí tại màn hình trang chủ này, đi kèm thì có điều khiển thông minh tìm kiếm giọng nói này, và có cả công nghệ tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt nữa. Thiết kế tràn viền rất là tinh tế, sắc sảo, công nghệ tìm kiếm giọng nói rành tay, vô cùng mượt mà và dễ dàng sử dụng. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm đáng mua nhất dịp khuyến mãi này với giá khoảng 10.8 triệu. Đấy, con P635 với giá 8 triệu rẻ hơn khoảng 2.8 triệu, nhưng chưa có những cái yếu tố, những cái công nghệ đỉnh cao trên giống như trên Q636. Đấy, thì các bác nhớ những cái mẫu em quay trong cái clip này thì là cái chương trình chạy của cái dịp này, dịp sinh nhật 12 tuổi của Ecomart nhé. Đấy, thì các bác cần hỗ trợ mua hàng thì có thể điện trực tiếp về hotline 0974178586 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ và tư vấn mua hàng. Đấy, cảm ơn mọi người.